Rồi, chúng ta làm lý thuyết vô cơ phần chính câu 6, câu này trích trong chuyên Trần Hưng Đạo vào Bình Thuận 2017-2018. Câu này nói về chuỗi phản ứng mà có sơ đồ. Ở đây người ta chỉ cho một chất duy nhất là SO2. Cái yêu cầu chúng ta là xác định A, B, C sao cho phù hợp và viết phương trình phản ứng minh họa. Khi đó điều kiện phản ứng nếu có, biết A là một muối axit, B là một oxit axit và C là một axit mạnh. Để chúng ta nghe. C là một axit mạnh, B là một oxit axit và A là muối axit. Rồi Long, em dự đoán được cái C là thằng nào? Dạ, H2O4 này. Đúng rồi. 2 4 ở đây em phải giờ nói cho rõ là 2 4 gì, đặt nóng hay đặt nguội. Rồi A là muối axit, A là muối axit, còn B chúng ta là H2SO4. B cho biết C là H2SO4 đúng không? Cho ta ráp vào đây thử coi. Nếu đây nó là H2SO4 đặt nóng thì khi tác dụng với đồng thì nó sẽ sinh được khí SO2 đúng không ạ? SO2 về H2O4 này thì phần này hơi đặc biệt, cái năm này hơi đặc biệt tới thầy giải thích. Nó sẽ tác dụng với brom và nước. Đây là tác dụng với đồng này, còn đây tác dụng với brom và nước này. Rồi tiếp. Cái A chúng ta là một muối axit. Chúng ta nghe kỹ, muối axit mà muối axit có chứa thằng SO4 thì phải là gì? Mình chọn muối nào đó, NaHe4. Bằng cách chúng ta cho thằng này đi tác dụng với NaCl. Ở trạng dạng tinh thể, cái đó mình sẽ tạo thành NaHe4 và khí HCl. Cái này học rồi nè. Từ đây ra SO2 quá dễ, thì chúng ta cộng cái muối nào mà có chứa SO2 là được, SO3 là được. Ví dụ ở đây mình chọn đó là NaHSO3 luôn đi, cũng được luôn nha. Rồi. Từ SO2 ra B, B chúng ta làm một oxit axit. Như vậy oxit axit đây là SO2 với nó à. Thì chỉ ra được SO3 cho mấy? S. Như vậy xác định được A là NaHSO4. B là SO3. Được chưa? Hết rồi em. Bây giờ chúng ta ghi phương trình coi có khớp không. Nếu không khớp thì chúng ta phải suy luận lại. Mà thầy nghĩ là khớp rồi đó. Chúng ta đến phương trình đầu tiên. Phương trình đầu tiên là từ SO2 ra SO3. SO2 chúng ta sẽ tác dụng vô oxy. Với xúc tác ở đây là V2O5 và 450 độ C. Cái đó chúng ta tạo thành SO3. Được chưa em ạ? Rồi. Tiếp tục. Hai. Từ SO3 chúng ta ra H2SO4. Thì chúng ta sẽ đi tác dụng với nước. Rồi. Từ cái số 3 đâu? Cái số 3 là từ H2SO4. Chúng ta lưu ý cái số 3 này dễ sai lắm này. 24 này mình chọn nó là đặt nóng để tác dụng với NaCl ở trạng thái tinh thể. Dạ. Ở đây là phương pháp để chúng ta tạo ra NaHSO4 này và HCl. Lưu ý trong trường hợp này HCl chúng ta trạng thái khí, được chưa? Được chưa em ạ? Rồi. Phương trình 4. Từ NaHSO4 em cộng có chất nào để sinh ra khí SO2 đó, thì mình yêu hiểu cho thầy như thằng này, thằng này giống như một axit thôi. Thì bây giờ thầy sẽ chọn có NaHSO3 luôn đi, thì bản chất là hydro kết hợp với SO3 để kém bền, biến hydro này kết hợp với HSO3 để tạo thành H2SO3 kém bền tạo thành SO2 và nước đó. Được chưa? Em muốn chọn cho khác thì tùy em. Rồi, tiếp chúng ta đến cái phương trình số 5. Từ SO2 ra H2SO4, đây là phương trình dùng để nhận biết khí SO2 em nha. SO2 chúng ta tác dụng với brom cộng cho nước, cái này bữa trước học rồi này, tạo thành HBr cộng cho H2SO4 thì cân bằng. Đây là hai này, được chưa? Phương trình này như sau,
Dung dịch brom của mình là có 3 loại. Nếu đậm đặc là màu nâu đỏ, nhạt hơn là màu da cam và siêu nhạt là màu vàng. Như vậy để phấn xảy ra dễ dàng thì người ta sẽ là dùng dung dịch màu vàng. Được chưa? Bà già sờ chim ông hai mất máu. Như vậy đây là dung dịch không màu. Brom cộng trái đầu hai tạo ra dung dịch không màu. Đọc câu dễ nhớ là bà già sờ chim ông hai mất máu. Được chưa? Nói 18 xíu. Chúng ta đến cái phương trình cuối cùng. Từ H24 đặc chúng ta ra SO2. Nhiều cách lắm em ơi. Từ H24 mà ra SO2 nhiều cách. Ở đây thầy sẽ làm cách đầu tiên. Đó là dùng H4 ở đây là dạng đặc nóng. Được chưa em ạ? Để chúng ta tạo thành CuSO4 cộng cho SO2 cộng H2O. Mình cân bằng thì đặt đây 2. Đây 2 đủ. Và chúng ta lưu ý cho thầy như sau. Trong cái bài này này, nghe kỹ. Người ta nói rõ là gì? X là một axit mạnh. Nếu ở đây mình chọn H2O4 á thì chưa đúng, mình phải thêm cho thầy là đặc nóng nữa vô thì nó tuyệt đối đúng luôn. Vì H4 đặc nóng của chúng ta là một axit cực kỳ mạnh. Bây giờ nó mạnh hơn rất là nhiều so với axit H2O4 loại. Và cái đó chúng ta ghi phương trình, tất cả phương trình đều liên quan tới H4 đặc là được. Thế thôi.